Em xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Gốm Nhà Đẹp Lạ. Hôm nay em lại tiếp tục lên video để giao lưu những cái đồ món đồ sưu tầm và hàng trưng bày. Thì mã đầu tiên là mã số 1 của ngày hôm nay. Em xin giao lưu đó là một cái bộ trà độc ẩm. Bộ này của em là hàng Nippon xưa, họa tiết được vẽ tay hoa hồng 100% nha các bác. Bộ này chỉ có một cái set trà thôi ạ. Và nó là hàng sưu tầm giai đoạn rất là xưa rồi ạ. Chuyện đến nỗi mà đã phai và đã có mờ, nhưng mà các bác nhìn những cái nét vẽ, những cái bông hoa hồng và những cái nét vẽ vàng nó còn rất là đẹp luôn ạ. Đấy, bên trong đây cái sứ thì được cái là nó mỏng và khá là nhẹ tay ạ, nhưng mà cái chất lượng sứ thì tuyệt vời luôn ạ. Đây, các bác nhìn thấy những cái nét vẽ hoa hồng ạ, và vô cùng đẹp nhỉ, cả mặt trước và mặt sau luôn. Mặt chính thì bao giờ hoa nó cũng sẽ to và đậm đà hơn mặt, so với cái mặt sau hoa nó nhỏ hơn. Bộ này của em thì gồm có một cái set trà đua như này, một cái rót nha các bác, cái tống rót ạ, cái viền vàng các bác thấy nó còn khá là đẹp luôn. Đấy. Và kèm theo là cái hũ để đựng đường, hũ để đựng đường nhá, và kèm làm cái ấm trà. Ấm trà thì vô cùng đẹp luôn. Và nếu như bác nào mà sưu tầm những cái dòng vẽ tay và đặc biệt đó là hàng xưa á, thì các bác biết rồi, một cái ấm như này giá cũng khá là cao. Bởi vì những cái set trà, những cái món set trà lẻ á, giá nó đã cao rồi, chứ chưa nói gì đến ấm. Một chiếc ấm như này giá cũng phải tầm 2 triệu rưỡi đến 3 triệu ạ. Và cái này thì của em thì có thêm cả đường, cả rót, kèm theo một cái set trà nữa. Các bác mua để vừa để deco, hoặc là mình có thể sưu tầm, hoặc là mình thi thoảng mình uống trà ấy ạ, thì bộ này rất là đẹp và hợp lý và đáng để sưu tầm nhá. Thì em sẽ đo kích thước. Bộ này miệng của ấm thì là 9 cm, chiều cao là 9, không tính nắp ạ. Nếu mà tính cả nắp thì rơi vào tầm khoảng 12 cm, và đường kính từ quai cho đến vòi là 20 cm ạ. Bộ này, cái ấm này thì có lọc nha các bác, có lọc để lọc pha trà. Các bác nhìn những cái nét vẽ tay, những cái bông hoa hồng vẽ rất là sắc sảo và rất là có hồn của nghệ nhân khi họ vẽ lên những chơi tác phẩm ạ. Đây. Đấy. Ấm vậy và một cái set trà. Bộ này gọi là độc ẩm ạ. Kích thước của tách là 9, chiều cao là 5.5 và đĩa rót là 14 cm ạ. Còn cái rót thì miệng là 6.5, cao là 7.5 ạ. Cái hũ đường của nó là 8, chiều cao là 7.5 và cả nắp là 10 cm các bác. Và cái bộ này mã số 1 em xin giao lưu giá là 4.500.000 nhá. Nếu như bác nào mà yêu thích sưu tầm những cái dòng cao cấp và đặc biệt là những cái hàng vẽ tay như này thì các bác săn ngay cái bộ này, tại vì bộ này bây giờ nó rất là hiếm, đặc kể cả là cái dòng Nippon lẫn hàng Âu ạ. Một cái set bộ độc ẩm như thế này rất là ít khi gặp ạ. Thường thường nếu mà nó sẽ có một bộ thì nó tùy thuộc vào cái người họ sở hữu, họ giữ được. Từ nếu mà một bộ thường thường nếu mà đầy đủ của nó là sẽ là 6 set nếu mà hàng Âu, còn hàng Nhật thì thường thường chỉ có 5 thôi ạ. Nhưng mà đây là bộ này nó là bộ độc ẩm như các bác, chứ không phải là nó thiếu set đâu ạ. Nó chỉ là một bộ độc ẩm. Đấy, nên bác nào mà thích thì các bác lấy ạ. Mã số 1 4.500.000 ạ. Tiếp theo mã số 2 ngày hôm nay em xin giao lưu với các bác đó là một chiếc bình cắm hoa để bàn hoặc là mình trưng kệ ạ. Dáng tròn, bụng rất là đầy, và cái bình này cái miệng nhỏ. Đấy. Màu xanh, hàng của Anh ạ. Có chuyện là hình con cá heo nha các bác. Vẽ tay hoàn toàn luôn ạ. Men và sứ, chất sứ rất là đẹp luôn. Và chiếc bình này thì kích thước của nó là miệng là 6, chiều cao thì có 12 cm đoạn, và đường kính của nó thì là 18 cm. Và chiếc bình này thì em xin giao lưu với các bác giá là 480.000. Mã là mã số 2 ạ. Giá rất là hợp lý cho những chiếc bình vẽ tay. Bác nào mà ưng thì chốt cho em mã số 2, 480.000. Tiếp theo mã số 3 em có một cặp set trà, hai set trà hàng Satsuma của Nhật Bản. Và set này của em là chất xứ rất là mỏng nhẹ, và chuyện là hình Geisha, cô gái Geisha nha các bác. Với hình ảnh cô gái Geisha và hình ảnh núi Phú Sĩ với bóng cây tùng rất là quen thuộc ạ. Chuyện của trên chiếc đĩa này thì nó là chuyện hình con rồng. Đấy. Cái chiếc đĩa này chuyện con rồng này, còn cái ly tách thì nó là hình gây sai ạ. Đây, bác nhìn kỹ sẽ thấy cái bác rót trà và nó sẽ hiện lên hình cô gái gây sai rất là đẹp luôn. Đấy, và set này thì
em giao lưu giá là 250.000 một set. Em sẽ thay cái đĩa này để lấy cái đĩa. Cái đĩa này nó hơi có vết dạn này. Kích thước là 5.5, chiều cao là 5.5 và đĩa lót là 11.5 cm ạ. 250.000 một set nhá. Em ưu tiên bác nào lấy cả hai set. Mã số ngày hôm nay em có về một cô gái tượng búp bê rất là xinh luôn ạ. Và cô gái này thì có một cái bộ váy rất là đậm màu đỏ, rất là hợp với không khí Giáng sinh. Và tay của cô gái thì cầm cái để giữ ấm cơ thể ạ. Rất là khuôn mặt rất là xinh xắn nha các bác. Đấy. Được vẽ tay hoàn toàn luôn. Và cô này thì tên là Atun Bri 1939 và phiên bản của hãng Roden Rutten. Phiên bản này là phiên bản limited có số lượng nha các bác. Số lượng rất là ít. Và những cái phiên bản mà có số lượng như này giá rất là cao các bạn. Rất là đẹp luôn, rất là đáng để sưu tầm ạ. Đấy. Rất xinh luôn. Những cô mà có tên và có tuổi rồi, có năm rồi, đặc biệt là những phiên bản limited ạ, thì giá khá là cao. Cô này của em là 20 cm. Chiếc váy thì rất là bồng bềnh, xòe rộng luôn, xinh lắm ạ. Đấy. Và cô này thì em xin giao lưu giá là 1.6 triệu ạ. Mã là mã số 4 nha các bác. Mã số 4. Tiếp theo mã số 5 ngày hôm nay em xin giao lưu với các bác, đó là một chiếc đĩa. Chiếc đĩa này là chiếc đĩa trưng bày có biểu tượng logo và bức tường thành của nhà của Anh. Và cái viền vàng của nó là cực kỳ là dày luôn nha các bác, được dát vàng để tạo lên cái điểm nhấn. Rồi những cái biểu tượng logo của Anh rất là xuất sắc luôn ạ, lá cờ và quốc kỳ của Anh. Đấy. Và phần phía sau để có cái đồ để treo, các bác có thể treo lên tường làm đĩa trưng bày nhỉ. Rất là vàng, cực kỳ là dày ạ. Và chiếc đĩa này của em thì kích thước là 27 cm ạ. 27 cm nha các bác. Và chiếc đĩa này thì mã là mã số 5, giá em giao lưu giá là 490.000 nhỉ. Mã là mã số 5 ạ. Mã số 6 ngày hôm nay em xin giao lưu với các bác, đó là một chiếc bình hoa pha lê màu của Nhật Bản. Chiếc bình này thì cái kiểu dáng rất là độc lạ và những cái pha lê, những cái phối màu vô cùng bắt mắt, vô cùng đẹp nha các bác. Màu chủ đạo đó là màu đỏ cam pha với cả màu vàng. Cốt rất là nặng, đặc trưng của pha lê. Các bác thấy những cái màu vô cùng đẹp luôn. Bình này thì các bác có thể sử dụng để cắm hoa hay mình để co để trưng bày đều đẹp và rất là sang trọng. Đáy của nó thì đáy bằng nhá, và những cái loang màu vô cùng đẹp và độc lạ. Em sẽ đo kích thước. Chiếc bình này kích thước của nó miệng là 9 cm, miệng là 19 cm nha các bác. Và chiều cao là 24 cm. Và chiếc bình này thì em xin giao lưu giá là 980.000 ạ. Mã là mã số 6. Bác nào mà sưu tầm dòng pha lê, đặc biệt là những cái pha lê màu này thì các bác biết giá trị ạ. Giá nó rất là cao và cái phí vận chuyển họ cân ký, họ gửi về Việt Nam mình là giá là hơn 200 một ký ạ. Như em gửi từ Nhật về là, và từ bên nước ngoài về là từ 220 cho đến 240.000 một ký ạ. Và cái bình này cũng khá là nặng luôn. Mã này là mã của em là mã số 6 ạ. Mã số 7 ngày hôm nay em giao lưu với các bác một bức tượng, một chú chim. Chú chim đại bàng với đôi mắt rất là phải nói là tinh anh. Cô vô cùng đấy, đấy, tinh anh. Và bức tượng này của em là bức tượng gốm nha các bác, hàng của Anh. Đây, cái bức tượng này thì nó có một cái điểm bị nho nhỏ, bị lỗi một xíu ở chỗ cái đầu cánh này thôi các bác, một xíu thôi ạ. Nhưng mà mình nhìn kỹ mới thấy nhá, chứ còn nếu mà để decor thì bức tượng này vô cùng đẹp luôn. Đấy, bác thấy không ạ? Thần thái và cái thế bay của con chim rất là đẹp, sải cánh thì rất là rộng. Và bức tượng này chiều ngang là 19 cm, chiều cao là 13 cm 4 ạ. Bức tượng này thì em xin giao lưu giá là 350.000 nha các bác. 350.000. Mã số 7 ạ.
Mã số 8 ngày hôm nay em có một cái bộ cốc này thì của hãng Valentino Ý ạ, và được tráng một lớp bạc ở phía trên lòng trong của cốc để sử dụng để các bác uống, có thể uống nước, uống cà phê cũng như là uống trà hay là uống sữa đều được ạ. Và bên ngoài có nó được tráng một lớp vàng vàng màu đồng đồng ạ, rất là đẹp nha các bác, với thương hiệu logo của hãng Valentino, rất là đặc trưng, rất là sắc nét ạ, vô cùng đẹp nha. Cái bộ này thì gần như là mới hoàn toàn, mới chưa qua sử dụng ạ. Và cái hộp chỉ có là thiếu cái hộp thôi ạ. Kích thước của nó là 5.8, chiều cao của nó là 9.5. Và bộ này 5 ly này thì em xin giao lưu giá là 450, mã là mã số 8 ạ. Tiếp theo mã số 9 ngày hôm nay em lên giao lưu với các bác, đó là một bộ trà của Pháp. Bộ này của em thì gồm có 6 set đủ ạ. 6 set Duo gồm có một đĩa và một tách, với cái họa tiết là nữ hoàng. Bà nữ hoàng này rất là quyền lực và khuôn mặt thần thái, đôi mắt, nói chung là mọi thứ từ khuôn mặt cho đến trang phục rất là đẹp luôn. Khuôn mặt thì rất là phúc hậu, và họa tiết hoa hồng được điểm ở xung quanh, và bức tranh của bà ngồi đọc đọc báo đấy, với cái chiếc ghế, nói chung là khung cảnh vô cùng đẹp, cái thần thái của bà. Chất sứ thì rất là cầm rất là nhẹ tay nha các bác, và những cái viền vàng thì khá là mới. Và bộ này được ra đời vào khoảng năm 1970, có truyện là hình vương miện, độ mới thì còn rất là hoàn hảo ạ. Bộ này em có 6 set gồm có một cái rót như này ạ, cái rót. Bộ này thì các bác có thể sử dụng để làm quà tặng, hay là mình có thể để trưng bày, hoặc là mình tiếp khách các bác. Những cái viền vàng, những cái vàng nó rất là chất lượng, nó chỉ có theo thời gian thì nó có một cái chút theo thời gian thôi, nhưng mà khi các bác lau đi sẽ thấy nó rất là bóng đẹp, và những cái nước vàng họ rất là làm rất là chuẩn ạ. Đấy, cái quai cầm rất là đẹp luôn. Đây là cái rót ạ, và đây là một cái hũ để đựng trà hoặc là đựng đường các bác. Đấy, chất xứ xương thì vô cùng bóng đẹp. Và bộ này của em thì có một cái bình trà nha các bác. Bên trong bộ này có lọc để các bác có thể sử dụng để pha trà uống ạ. Thường thường là những cái bộ trà cao như này thì hàng của Anh thì ít khi họ làm lọc lắm ạ. Chỉ có bộ Golden Label thì là có lọc, chứ còn đa số là họ sẽ làm bình cà phê ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Dáng thì dăm dặm cao, thanh thoát, rất là sang trọng và quý phái. Bộ này mình có thể làm quà tặng cũng được. Kích thước của nó là tách thì là 8, chiều cao là 7, đĩa lót thì là vào 14 cm 5, 14 cm 5 nhá. Còn cái hũ để đựng đường thì là vào 7, cao là 8.5, cả cả cái nắp là 12 cm ạ. Kích thước của nó miệng rót là 7, cao là 10.5 cm. Còn cái ấm này của em thì kích thước miệng là 9, chiều cao của nó là vào 16 cm, nếu mà tính cả nắp thì vào 21 cm ạ. Và bộ này thì được tổng cộng là đi 6 6 2 12 15 món tất cả. Bộ này thì em xin giao lưu với các bác giá là 6 triệu 2 ạ. Mã là mã số 9 nhá. Mã tiếp theo là mã số 10, em có giao lưu lên giao lưu một chiếc bình trà của hãng Roden Abel. Và bộ này thì như các bác đã biết, em đã giao lưu rất là nhiều bộ trà cũng như cái chiếc bình lẻ như này rồi ạ. Bình này của em là bình to, dáng lùn, dung tích 1 lít 2. Chất xứ của nó là xứ xương của hãng Roden Label, và cái hãng này nó là một cái thương hiệu rất là lớn và có tên tuổi. Người ta hay gọi là tình đầu quốc dân đấy các bác. Nhưng mà cái ấm này thì do vận chuyển về đến đây nó đã bị bể đấy các bác này. Đấy, nó bể ở đây và em đã dán lại, nên là em sẽ tính cái giá để cho các bác mình có thể mua để mình sưu tầm, hoặc là mình chấp nhận được cái lỗ này các bác có thể lấy để mình deco á. Và cái ấm này nếu như không lỗi thì các bác thấy bình thường giá rẻ nhất cũng giá rơi vào tầm khoảng 3 triệu cho đến 3 triệu 2. Nhưng cái ấm này thì do bị lỗi nên em sale giá còn 1 triệu để cho các bác mình sưu tầm nhá. Và cái nếu như các bác thích pha trà thì mình vẫn thể có thể pha trà được, nhưng mà chỉ tầm khoảng 1 phần 3 cái ấm thôi ạ. Còn cái ấm này thì chủ yếu là để em bán cái giá này để giá deco, tại vì cái giá này em đã lỗ rất là nhiều rồi, vớt vát được đồng nào hay đồng đấy thôi ạ. Tại vì những cái chiếc ấm trà của những cái hãng tên tuổi như này nó không bao giờ
có sale hay là có giảm giá nhiều, nó chỉ có giảm giá chênh nhau được một chút nào đấy hoặc là so với độ mới độ cũ thôi ạ. Còn cái đại ấm này của em hoàn hảo đến 90%, nhưng mà chỉ có cái lỗi là bị như vậy nên là nó bị giảm đi giá trị rất là nhiều, và em sale là còn 1 triệu nha các bác, mã số 10 ạ. Tiếp theo mã số 11 ngày hôm nay em có lên giao lưu với các bác, đó là một chiếc khay trà này làm bằng chất liệu da bò và được làm thủ công hoàn toàn, sau đó nghệ nhân họ vẽ những cái bông hoa ở trên này đấy, hình dáng tròn. Thì cái này khay này các bác có thể sử dụng để đựng đồ ăn hoặc là mình làm khay trà nha các bác. Nó làm cả mặt trước mặt sau đều bằng chất liệu da bò rất là bóng và đẹp và vô cùng độc lạ. Cái khay này thì các bác có thể đựng trái cây cũng đẹp. Size của nó là 30.5 cm nha các bác. 30.5 cm và độ mới thì hoàn hảo, da thì cực kỳ là bóng đẹp. Bác nào mà đã sưu tầm hoặc là đã sử dụng những cái chất liệu da bò như này thì các bác biết rồi. Những hãng tên tuổi lớn đồ về đồ nội thất như là Ý hoặc là Tây Ban Nha hay châu Âu, họ sử dụng chất liệu da bò rất là nhiều để sản xuất ra, để làm ra những cái bộ ghế sofa cũng như là đồ nội thất ạ, và giá rất là cao. Và chiếc khay này của em xin giao lưu giá là 850.000, mã là mã số 11 ạ. Ừ, đẹp nhỉ. Tiếp theo mã số 12 em xin lên giao lưu với các bác, đó là một cặp hai set trà hàng China xưa và họa tiết của nó được vẽ tay hoàn toàn luôn ạ. Vẽ tay hoàn toàn với cái họa tiết tích vẽ chim hoa, vẽ người, những cô gái rồi những chàng trai rồi những người hầu cận vô cùng đẹp luôn. Thì những cái vết nó có một xíu gọi là dấu vết thời gian, nó có phai vàng một chút thôi nhưng không đáng kể so với những cây hàng xưa như này. Nếu mà bác nào mà cảm thấy sự ưng thì các bác có thể sưu tầm hoặc là mua để sử dụng để uống trà hay là uống cà phê ạ. Và em có cặp kích thước tách thì là đĩa thì là 14.5 cm, tách thì là 9.5, cao của nó là 5.5 cm. Và set một set như này em xin giao lưu với các bác giá là 680.000 một set như này nhá. Bác nào thích thì chốt cho em mã số 12. Tiếp theo mã số 13 ngày hôm nay em xin giao lưu với các bác một chiếc bình xanh coban vẽ vàng. Chiếc bình xanh coban vẽ vàng nhá. Vô cùng đẹp luôn. Và họa tiết vẽ hoa như này. Chiếc bình này là của dòng Ichkoban, thương hiệu Bavarian rất là nổi tiếng của Đức. Họa tiết thì vẽ hoa, hoa lá cỏ cành này thôi ạ. Nhưng mà vô cùng đẹp, dáng bình khá là đẹp luôn. Chiếc bình này của em kích thước miệng của nó là 8. Chiều cao bình thì là 28.5 cm, 28.5 cm ạ. Và chiếc bình này thì em xin giao lưu với các bác giá là 690.000, mã là mã số 13. Mã số 14 ngày hôm nay em có một chiếc bình Satsuma dòng xanh Coban. Chiếc bình này của em thì họa tiết vẽ hình một cô gái geisha dưới bóng cây đang ngắm cảnh du xuân, bên cạnh là hoa diên vĩ và mặt sau thì vẽ họa tiết một cô gái geisha du xuân với những cô hầu gái chị em rất là đẹp luôn. Và chiếc bình này ở phía dưới đáy thì nó đã dạn men rồi, rất là sâu tuổi như các bác. Bác nào mà thích sưu tầm những cái dòng Satsuma xưa như này thì các bác có thể lấy những chiếc bình này, size nó nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng mà rất là giá trị sưu tầm ạ. Kích thước miệng là 3.5 và chiều cao là 13 cm. Và chiếc bình này thì em xin giao lưu giá là 880.000, mã là mã số 14 nha các bác. Tiếp theo mã số 15 ngày hôm nay em xin giao lưu với các bác một bộ trà của Nga. Và bộ trà này thì có một cái họa tiết vẽ vô cùng đặc biệt, đó là tích thiên thần trên cái chất liệu gỗ sứ rất là quen thuộc. Và cái chuyện cũng em đã giao lưu một số bộ trà đây như các bác biết này, cái chuyện rất là đặc trưng của hãng Russia Nga, chuyện RS hình ngôi sao. Và cái chuyện này cũng khá là xưa và em đã giao lưu một số bộ trà vẽ hoa hồng hay là vẽ hoa của hãng này. Bộ này nó có cái đặc biệt là nó có cái bốn cái chân vàng như các bác và họa tiết là vẽ khung cảnh thiên thần rất là đẹp luôn. Và có một
bố cặp nói chung là cặp bố mẹ này rồi có những em bé thiên thần xung quanh và một em bé thiên thần nữa, vô cùng đẹp ạ. Cả hai mặt và đặc biệt là được vẽ tay rất là đẹp nha các bác. Những cái nước vàng cực kỳ là dày và rất là sắc nét và bóng ạ. Và của bốn chân chiếc đĩa này thì được vẽ hoa, vẽ tay cái màu xanh cô ban vô cùng đẹp ạ. Bộ này thì em được 4 set. 4 set thì các bác trưng mặt nào nó cũng đẹp. Đấy. Và cái này thì rất là tiếc là có một cái tách thì nó bị tóc một xíu ở chỗ miệng này. Đấy, theo ạ. Nhìn kỹ mình mới thấy được. Đấy, và cái này mình có thể vẫn sử dụng để uống trà bình thường, nhưng mà mình để trưng hoặc là để sưu tầm ạ. Hoa thì các bác thấy rất là nhiều rồi, dễ kiếm hơn, nhưng mà cái những cái bộ mà tích người vẽ họa tiết mà nó đẹp như thế này thì rất là hiếm ạ. Như một bức tranh luôn đấy các bác. Đấy. Nhìn kỹ thì sẽ thấy những cái tác phẩm nghệ thuật mà được rất là nhiều được vẽ rất là nhiều trên những cái tác phẩm như những ngôi nhà, những cái công trình nghệ thuật lớn đấy các bác. Đấy, họ mới vẽ những cái họa tiết kiểu như này ạ. Như một bức tranh nên tuyệt đẹp luôn các bác, và cái quai cầm này vàng dày xuất sắc luôn ạ. Đấy. Bộ này các bác có thể sử dụng để uống cà phê. Uống cà phê hoặc là uống sô cô la đấy ạ. Đấy, cái nắp ấm vàng dày và rất là mới, còn mới và cái độ bóng của nó rất là đẹp nha các bác. Toàn bộ được vẽ bởi những nghệ nhân. Đấy, cũng đẹp luôn. Bộ này thì chỉ có được 4 set thôi ạ. Đấy. Cái tình trạng thì em đã báo cụ thể rồi. Tách của nó thì miệng là 5, chiều cao thì rơi vào 7.5, còn đĩa lót thì rơi vào 11 cm. Bình thì kích thước là 8, chiều cao của bình là 18 và từ quai cho đến miệng là 18 cm ạ. Nếu mà tính cả nắp bình thì rơi vào 22 cm nha các bác. Và bộ này thì em xin giao lưu giá là 7 triệu 5 ạ. Mã là mã số 15, cũng là mã cuối cùng của ngày hôm nay em lên giao lưu với các bác. Và chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui cũng như sức khỏe ạ. Nếu các bác muốn xem chi tiết cái mã nào hơn thì các bác cứ inbox hoặc gọi điện cho em theo số điện thoại 034 677 4189 nhá. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở trong những cái video tiếp theo ạ. Em chào các bác ạ.